Các bạn có thấy cái gì không? Có thấy cái gì chưa? Trước mắt các bạn là cái máy sấy Whirlpool thần thánh 15,5 kg đó các bạn. Made in USA nha các bạn nha. Made in USA nha. Đây, các bạn thấy chưa? Đó, cái lồng sấy bự chưa? Cái thứ mà mình đang sử dụng đó các bạn. Bây giờ ở Việt Nam đang đứt hàng. Mình đang ở bên Thái đi các bạn ơi. Đây, các bạn ơi. 15 kg nè các bạn. Đó. Giá của nó là 41.900 baht, tính ra là 27 triệu đồng tiền Việt Nam nha các bạn. Nếu mà ship về Việt Nam nữa là thêm 3 triệu tiền ship nữa, là coi như là 30 triệu các bạn nha. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, Whirlpool nha, mình đang ở quầy Whirlpool nha, chia sẻ cho các bạn coi nha. Mình đang ở Thái Lan, đang ở Bangkok đây các bạn ơi.